cho nên mình dám khẳng định cái chết là cái thiệt, là mình sống là sống giả. Mà cô bác đồng đạo mà tự hỏi mình sống ở đây mà lúc nào mình tử thần nó cũng đeo bám cho mình, thằng chết kia thì tên nốt lên mình, thử hỏi mình sống ở đây mà thằng chết kia lúc nào cũng không nốt lên mình, như mình có tồn tại đâu cái gì, hay là chờ mãn phước thì ra tay để học. Cho nên mình biết chắc chắn rằng mình phải chết, cho nên lúc này ý thức mình đã đạt nặng cái việc tu hành hơn. Cô bác đồng đạo mình biết đó, biết sao cái gì, thấy cái thời gian này nó rất là gấp rút, mà biết vô lúc mình rất là lịch hậu, cho nên nó làm như hơi nhanh nhanh cái làm như nó muốn hai đẹp lộ lũ cái mình rồi. Cô bác đồng đạo mình biết mình phải đạt nặng hơn cái gì tu hành, nhất là với cô với chú mình ở đây, hai người nào nhìn thấy mái tóc nó cũng qua răng đó, cô cô với chú thì tóc bạc, cho nên á cái thời gian sống của mình thì nó còn rất là ngắn, rất là ngắn. Và cái chết cũng không biết đến với mình lúc nào. Kể từ quá mình nghe hôm đó cái ba nghe chơi rất là thân với nhau, nhân ngày mùng một Tết họ mới đem bánh mứt vị trà ra uống để làm thơ cho nó vui ngay ngày mùng một Tết. Tại vì người tu hành thì đương nhiên phải làm thơ, mà làm thơ gì đây, làm thơ đối diện vô thường. Cái người thứ nhất mới phát biểu như thế này, ông nhìn thấy ba đem mình còn đầy đủ rất là vui, cho nên mới làm thơ mới rằng là năm nay thì mặt cùng ăn uống chẳng biết sang năm với mặt nào. Tới cái ông thứ hai ông mới làm thơ như thế này, ông thứ hai mới nói là anh thì nói rất là phải, nhưng mà theo tôi đó tôi còn thấy như thế này, theo tôi thấy là tối nay là chết cởi ra sáng ngày chẳng xỏ ắt là mặn dâu. Đến cái ông thứ ba ông mới làm thơ như thế này, ông thứ ba mới nói hai thằng nói rất là phải, rất là chí lý, nhưng mà theo tôi đó tôi thấy như thế này, theo tôi thấy là một khi hơi đã nổ ra hít vào chẳng chặn thì ắt là mặn dâu. Cái người thứ nhất á thì còn nói là vô thường sống chết cách nhau một năm, cho nên nó mới nói là năm nay thì mà cùng ăn uống mà chẳng biết sang năm thứ mặt này. Đến trong thứ này á, ông thấy cái sự sống chết nó cách nhau chỉ có một đêm thôi, ông nói là tối nay già chết rồi ra sáng ngày chẳng sợ ắt là một trăm, tức là sống chết cách nhau chỉ một đêm nha. Đến trong thứ ba, ông thấy cái sự sống chết, cái sự vô thường nó nhanh nhẹ như một hơi thở thôi, cho nên ông mới đành hơn là một khi hơi đã thở ra hít vào chẳng đặng thắt là mạng trong, tức là thứ ba sống chết cái nhà điểm một hơi thở. Hoặc vậy đối với quá đồng đạo, mình thở ra mà mình không hít vào là để như rồi, chứ không nói sai rồi, không có nói một ngày một bữa một tháng một năm gì cả, mà một khi mình đã mình thở ra mà mình không hít vào là để như rồi là kiếp. Chính vì vậy mà cái thầy biết đó mình phải đạt hạnh cái gì tu hành hơn, cho nên cái chỗ thầy cho biết là chi cho bằng ta sớm lo công nhìn giới lượng nghe tin trọng Phật đến tâm chung quả lành tâm mất cậu Tây Phương như Phật đã dạy, hay là ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu như Phật cứu an linh hồn tẩu tiêu phước hưởng trường hồ không còn mắc nẻo giải thoát sinh học. Thưa quý đồng đạo kính mến, nhắc này 11 giờ đó quý vị. Hỏi thì nghe về trong hội trường mình tính sao quý vị? Hầu hết bây giờ mình tâm sự tới 1-2 giờ nhiều đúng không quý vị? Nữa không quý vị? Tôi nghe mà có thể quý vị thấy tôi rất là thích các phân tích về mấy cái đề tài mà ăn chay chú lại hay là niệm Phật. Mà nói về cái mấy cái bài cúng nguyện cái của người tín đồ Phật giáo bảo mình thấy ước gì mà mang cho chức mà cho được 3 ngày 3 đêm nói về đây cái cách mà những cái bài mà cúng theo cái bài cúng lại thì sợ mà giáo mà nó hay cực kỳ luôn, phải là ban tổ chức mà cho thì ba ngày ba đêm cứ là đến đây mà xong trình lại mà nó thể các cái gì mà ở đây ba ngày ba đêm cũng không chắc ở đây được đâu. Thưa quý bác đồng đạo kính mến, thì với cái đề tài là qua 6 câu giảng như bây giờ mình phân tích, bây giờ mình đã giờ nó mênh mông quá, bây giờ mình có thể tóm gọn lại như thế này. Câu đầu của thầy dạy là hiếu trung lòng chết trọng quên, sống lo trọng
có thể rút gọn lại để cho dễ hiểu. Bốn câu giảng sau quan trọng của thầy dạy là Nam Mô Niệm Miệng hàng ngày, là để thầy dạy cho mình là các pháp môn môn niệm Phật, hay còn gọi là pháp môn gọi là chánh hạnh tịnh độ. Ba câu giảng sau gọi là trợ hạnh tịnh độ. Tức là người niệm Phật phải tu khẩu nghiệp nè, rồi chúng ta phải trao tâm một tánh hình, tức là tu về phần trí nghiệp. Rồi câu giảng là chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trên. Câu giảng này của thầy dạy mình tu về phần thân nghiệp. Thế thì người niệm Phật là chúng ta phải đổi trường là ác nghiệp, tức là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không lưỡng thiện, không ngụ ngôn, không ác khẩu, không nhận nữ, và không tham lam, không sân nộ, và không mê si. Thế thì người niệm Phật là chúng ta phải diệt trừ phần ác. Cho nên cái chỗ của thầy dạy là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Tu thập thiện nhất thập ác cũng gọi là tịnh tam nghiệp, hay là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, tây phương biết đến chung vui Phật trời. Thưa cô bác đồng đạo kính mến, thì coi như vừa qua về đây thì 11 giờ cũng vậy, cũng biết cô biết chú mình nghe tới đây thì coi như cũng được. Phải nãy giờ chứ đi gặp mà trời nắng oi bức, rồi biết cô biết chú mình cầm những cái bà trong lòng nó rất là xót xa, rất là nhót buồn. Nhưng nói là sao mà nó cho nó nhanh nhất làm cho nó xong rồi cho cô bác mình còn nghỉ ngơi nữa. Thì coi như cái thời gian thì của anh Tổng Chí sắp đến đến đây cũng hết. Và cái chuyên đề qua 6 câu giảng thì coi như đến đây cũng đã hết. Thì trước khi rời khỏi diễn đàn, xin thành tâm và trước tiên là xin cảm ơn ban tổ chức. Và trước tiên thì xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo cho một cái môi trường để đoàn phim hành đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên quý vị. Lần trước thì cách đây cũng tháng thì có yêu cầu trên này biết cả những người sẵn sàng không đến đây lên đây hoàn thành những cô bác đồng đạo của mình. Nhưng mà cách tiếp thì còn dài ngày nó tới biết cả thì gặp sự cố, nó tắt tiếng cũng tiêu nhưng không còn cái chuyện ra tiếng. Cho nên phải hay đồng lại. Và đến hôm nay thì nó được cho đến đây để tâm tình và chia sẻ cùng những cô bác đồng đạo của mình. Thì xin chân thành cảm ơn quý cô bác và quý đồng đạo đã lặng tâm để đầu theo dõi và những tràng pháo tay làm cho tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi. Và trước khi bước vào, xin thành tâm cầu chúc cho toàn thể ban tổ chức và tất cả cô bác đồng đạo nơi đây được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn giải thoát để rồi